Anh các chị, sau khi mà đi từ tầng 1 lên đến tầng 5 thì và theo dõi đủ 3 video dự án của em Cường triển khai tại Hải Dương thì các chị hoàn toàn có thể là yên tâm khi sử dụng dịch vụ của Trường Giang, từ khâu thiết kế đến triển khai thi công và dịch vụ bảo hành. Thế và các chị cũng thường xuyên được em Cường cập nhật về các thế hệ nhà thép, và bản thân là em Cường triển khai cái thế hệ nhà thép thứ 5 rất là thành công. Rất nhiều anh chị là khi đặt hàng Trường Giang là đã chỉ định luôn là anh chị muốn sử dụng thế hệ nhà thép thứ 5. Và trên thực tế là đến 2024 thì em Cường sẽ cho ra mắt thế hệ nhà thép thứ 6 hoàn toàn mới. Nó cứng hơn, đẹp hơn, khả năng chịu lực cao hơn và dễ thi công hơn, dễ đồng bộ cái tấm tường vào hệ khung thép hơn. Đó, thế và khi khách hàng sử dụng cái thế hệ nhà thép thứ 6 do Trường Giang triển khai thì em Cường sẽ nâng thời hạn bảo hành của công trình từ tiêu chuẩn là 1 năm sang 2 năm cho toàn bộ những công trình sử dụng hệ khung, sàn và tường ALC thế hệ thứ 6 của em Cường. Thế các anh các chị nhớ nhá, thế hệ nhà thép thứ 6 là em Cường sẽ nâng thời hạn bảo hành lên 24 tháng là 2 năm. Thế thì anh chị nào mà có nhu cầu triển khai thi công và cần một cái dịch vụ, cần một cái sự tin cậy thì hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của em Cường. Và anh chị sẽ hỏi là cái chi phí nó như thế nào. Thì chi phí nhà thép thứ 6 em Cường cung cấp cũng giống hệt như chi phí nhà thép thứ 5, không khác một tí nào cả. Giá vẫn như vậy nhưng tốt hơn, bền hơn. Đấy, mà thời hạn bảo hành lại cao hơn. Chính vì tốt hơn, bền hơn cho nên là em Cường sẵn sàng nâng thời hạn bảo hành của nhà thép lên gấp đôi so với các công trình trước đây. Thế thì có gì không hiểu hay là có gì thắc mắc thì các anh các chị có thể liên hệ với em Cường qua số hotline 0933332486, hoặc có thể là comment cho em Cường qua các cái kênh YouTube là Nhà Khung Thép Nhật Bản, hay kênh Facebook thì cũng là Nhà Khung Thép Nhật Bản. Thế thì em Cường xin kết thúc video tại đây. Thế thì đây có những khách hàng đang đi tham quan công trình của em Cường. Em Cường chào các anh các chị nhé.